Trước khi bắt đầu video thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một tựa game được mang tên là Earthfinder, là một tựa game giải trí nhẹ nhàng nhưng đồng thời giúp chúng ta rèn luyện được khả năng phản xạ, tính kiên nhẫn và sự khéo léo. Bên cạnh đó, tựa game cũng có tính thách đố rất là cao và nhân vật ở trong game thì rất là phong phú và đa dạng và cũng rất là dễ thương nữa. Có mèo này, có sư tử, có những bé chó này, có chim. Và đồng thời bên cạnh đó cũng có VIP nữa. Đây, có nhân vật VIP này, mình sẽ chọn nhân vật VIP luôn. Rồi, còn về cách chơi á, thì chúng ta chỉ cần chạm vào màn hình á, để cho nhân vật đi tới và buông ra để cho nhân vật đứng lại. Nó cứ chạm đi tới, buông ra là đứng lại, rất là đơn giản luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng vượt qua cái màn này coi. Rồi, đúng rồi. Nhưng mà các bạn đừng lo nha, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chơi bằng cách là xem quảng cáo. Chỉ cần xem quảng cáo một xíu thôi là chúng ta có thể chơi tiếp rồi. Ồ, tới cái màn bắn pháo rồi kìa. Giờ mình phải vượt qua những cái viên pháo đó. Rồi, ồ, cái này phải đợi để cho mấy cái kia nó đi qua thì mình mới qua được ấy. Rồi, đi. Khi mà mình nhặt đủ những cái quả cherry á thì mình sẽ được tăng tốc nha. Cái con nhân vật VIP của mình nó được cái chức năng đó đó. Rồi, lỡ đụng nó rồi. Mà không sao, giờ mình sẽ đi tiếp và về đích luôn. Đó, như vậy thì mình đã hoàn thành xong màn chơi rồi, rất là đơn giản luôn. Và hiện tại game đang miễn phí ở trên App Store cũng như là CH Play, các bạn có thể tải về theo đường link mình đặt ở bên dưới để chơi cùng mình nhé. Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử đập 99 Lucky Block 7 màu nha. Đây là một loại Lucky Block với những món đồ rất là bá đạo luôn. Và bây giờ cùng mình trải nghiệm loại Lucky Block này thôi. Mình đã chuẩn bị sẵn 99 Lucky Block ở trong cái rừng Ender này và mình đã chia nó làm 3 loại. Một loại là mắt may mắn luôn, còn một loại là mắt xui xẻo và một loại bình thường. Đây mình sẽ lấy hết những cái loại Lucky Block bình thường ra trước. Kế tiếp thì mình sẽ lấy ra loại mắt xui xẻo nè và mắt may mắn. Rồi và bây giờ mình sẽ đập trước những loại Lucky Block bình thường đi. Một xíu mình sẽ đập những Lucky Block mà may mắn cũng như là xui xẻo sau nhé. Và hiện tại mình đang ở gần ngôi làng của mình. Chắc mình sẽ xa làng mình một xíu. Đập gần làng quá lỡ mà nó ra TNT ấy là nó nổ banh cái ngôi làng của mình nữa thì toan. Rồi là đây nè, đập kế bé cụ luôn. Cái này là Lucky không này. Rồi đập ra thử. Ui, rồi mình bị kẹt rồi. Mình nói Iran mà. May mà mình thấy xa ngôi làng mình á. Hồi nãy mình đập chỗ nào ta? Đâu hướng bên kia kìa. Không thôi là nổ banh ngôi làng mình rồi. Ui, mới vô đó đã gặp TNT rồi. Đây là loại Lucky là không mà sao mà ra TNT dữ vậy ta. Sợ ghê luôn á. Ồ, xém nữa là nó nổ banh cái đường rồi nè. Ồ, nó văng qua tới đây luôn chứ. Ồ, có Creeper nó đợi ở dưới nữa kìa. Wow, nguy hiểm thiệt. Rồi, giờ thì mình sẽ đập gần bé cụ nữa nè. Nếu lần này mà ra TNT nữa là mình không dám đập gần mấy bé cụ luôn á. Ồ, được mấy cái quặng. Được mấy cái khối khoáng sản chứ. Wow, Emerald nè, kim cương nè, sắt nè, vàng nè. Cái này là khối thạch anh nè, Luli, Redstone và than. Wow, đủ loại luôn. Chút nữa mình có được cái cúp thì mình sẽ đào ra sao. Rồi, đập ra cái nữa. Cái nấm gì đây? Only Hope. Niềm hy vọng duy nhất hả? Là cái gì? Ui, nó hù mình ấy. Cái đó chắc nó hù mình thôi chứ không có gì đâu. Wow, đủ quá trời đồ luôn nè. Rồi, đập ra. Wow, được một cái cung rồi. Để coi cái cung này được cái gì nha. Hero Bow, cung anh hùng. Wow, được cung anh hùng nè. Nhưng mà ở đây có mũi tên không? Ở đây không có mũi tên. Một xíu nữa có mũi tên lấy bắn sao. Ủa, cái gì nè? Ủa, cái này là gì đây? Cái này mình biết rồi. Cái này giống như là cái nệm đồ soi vậy đó. Nè, để mình nhảy xuống nè. Piu. Ủa, dưới này là một ít cái slam nè. Nó đúng mà, dưới đây là những cái cục slam mấy các bạn. Wow, cũng khá là hay á, để dành chơi. Rồi, giờ thì mình sẽ đập thêm một cái nữa. Test. Quick one. Cái gì ta? Cái này là cây gậy phép thuật mà nhanh hả? Ray gun, cây súng nữa nè. Ủa, có súng nữa hả? Ồ, mấy anh này đổi đồ xịn nhưng mà... Ủa, Emerald đổi kim cương nè, cái này là tốt nè. Ủa, cái này đổi ngược lại. Nin Cat Boot. Ồ, cái đôi giày mèo. Để cái đó một hồi mình có thêm mấy thứ đổi được thì mình sẽ đổi với ảnh nha. Đập ra.
Wow, cái gì đây, cái gì đây? Minor Dream, giấc mơ đi đào mỏ hả? Được cái gì không? Ủa cái này là Minor Dream là giấc mơ đào mỏ nè. Ủa được gì không? Ủa trời được nè. Ồ, cái đó chắc dùng để đi mai á. Rồi rồi rồi, đập tiếp nè. Ui ui, đập hai cái gì vậy? Wow, nó cho mình đồng tiền. Rồi vậy là mình mất hết một cái Lucky Block ở ngay đây rồi. Nhưng mà chưa chưa chưa. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Rồi chạy 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 chạy. Cho táo vàng làm giật hết cả mình nè. Đây ăn trái táo vàng vô cho đỡ sợ coi. À, vứt ra thêm một ít cái trái táo thường đi. Ui, táo vàng ăn chanh nè. Ui, táo vàng ăn chanh là tốt lắm luôn á. Rồi nhặt nhặt nhặt. Rồi đi xa xa cái làng mình ra. Ở trên còn nữa kìa. Để mình kiếm block coi, mình đặt lên trên á để nhặt hết mấy trái táo vàng ăn để có gì còn ha, đỡ ngõm nữa. Vứt ra đi lấy táo vàng ăn luôn. Ăn một trái nè. Còn khá là nhiều Lucky Block để chúng ta đập. Wow! Kim cương 7 màu. Wow! Xịn nha. Wow 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 wow, được á. Rồi, đập tiếp đập tiếp. Có vẻ cái Lucky không này cũng khá tốt á, nó cho toàn đồ ngon không à. Ô nữa nè. Ui. Ô kim cương 7 màu nữa. Quá trời kim cương 7 màu luôn. Ô để một xíu coi coi có đổi được gì không nha. Ơ, nhà bác thợ rèn nè. Tự nhiên ra một cái nhà bác thợ rèn để coi coi. Ồ, được đồ, mình có cái cúp nè. Vậy là mình sẽ lấy một cây cúp để mình đào cho nhanh. Một cái ổn để mình mặc vào một cái nè. Rồi, Ngọc Ender chắc không còn đâu. Rồi, mình sẽ lấy cây cúp ra đào luôn. Có cúp rồi, có cúp rồi. Ăn thêm trái táo vàng đi. Đó, có trái táo vàng đi. Ồ, nó cho mình hiệu ứng bên đây nè. Đập ra. Ui gì vậy? Ủa tự nhiên trời tối rồi. Thôi mà đừng hù mà, đừng hù mà. Cái này Lucky Block mà. Chơi hù hoài vậy. Đây có tấm áp lực nè. Ui. Ui. Ui, mình bị dụ rồi. Ui, nhiều gáp vậy. Mình không mũi tên đi bắn. Ui thiệt tình á, bị dụ rồi. Ui còn ra con gì nữa nè. Ui ra quy đợi khổng lồ nữa. Ui ui. Thôi thôi thôi, giờ mình sẽ chỉnh trời sáng một cái. Giờ tối tui không thấy đường mà chạy đâu á. Ghép đây một cái nè. Rồi. Ui sao nó ra con quy đờ bự dữ vậy. Ui lần đầu mình thấy con quy đờ mà nó bự như vậy luôn á. Ui được cái gì nữa nè. Đi ra đi ra. Đi ra chỗ khác. Để coi coi cái này là cái gì nhá. Cái gì Ranifia gì nè. À cái này giống như cái ngọc Ender vậy đó. Trời nè. Trời nè. Ok kệ nó đi. Sẽ đập tiếp. Ồ cái này là cái rương à. À cái này là cái rương khổng lồ. Nhưng mà con này nó không bắn mình đỡ nha. May mình không bắn. Còn đó bự thế nó bắn mình chắc mình toi luôn á. Ui cái gì đây. À mình biết rồi, cái rương đó là cái rương Tron á, cái rương mà chứa mấy quả TNT bên trong ấy. Thì tình làm nổ. Ơ cái này gì đây? Ở trong đây có gì không? Ồ để xíu có cúp xịn đào ra sao, giờ cầm cúp sắt đào biết chừng nào. Ơ à, lại nữa nè. Ồ tháp khoáng sản. Wow hay á, rồi tiếp tục. Kim cương. Và một ít táo. Rồi ok, ăn một trái táo vô trước đi. Đó. Giờ mình gặp mấy cái rương bự bự như hồi nãy né né ra mới được. Để không thôi nó nổ á. Ôi bò. Ui đông vậy. Nhiều. Nhiều bò sữa vậy. Một đống bò sữa luôn. Ui cái này tự nhiên. À cái lọ lava. Cái này là hình cái lọ nè. Ui mà mình bị đốt rồi. Ui tự nhiên bị đốt rồi. Ui có hiệu ứng gì nữa nè. Ui trời mưa luôn chứ. Trời nè. Cái này hiệu ứng gì ta? Hình như là làm chậm thì phải. Giờ mình sẽ tắt mưa một cái coi. Thiệt tình. Đã đập Lucky Block mà trời mưa rồi. Chịu hồi ban đêm nữa chứ. Sợ ghê luôn á. Cái này Lucky Block 7 màu. Ui ui. Ui con nhện. Nhện hen. Ồ ban ngày nó không có đánh mình. Cũng đỡ. Rồi tập tiếp nè. Rồi 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 rồi. Chạy 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 chạy. Gặp cái này tốt nhất là không nên đụng vào. Nó đụng vào một cái là nó nổ. Nổ nữa thì chết á. Rồi đập cái tiếp theo nào. Ờ mấy cái giáp ngựa. Ơ à, được mấy quả trứng nè.
Để coi coi kim cương chắc mình vứt đi, mình có kim cương 7 màu rồi. Vứt cái này ra. Cái này là cái trứng gì đây ta? Apple cow. Golden apple cow hả? Để... mình giết bò, mình lại được táo vàng nè. Ô đúng là bò bò táo vàng có khác các bạn ơi. Ô giết bò có táo vàng ăn luôn, xịn xịn á. Wow, vậy thì thích quá còn gì bằng. Nhưng mà con có con không chứ không phải con nào cũng có. Rồi rồi rồi, né né ngôi làng ra. Mình không muốn phá ngôi làng mình đâu. One hit KO. Ô đây là cây kiếm à. Ô nhưng mà nó còn một độ bền thôi. Một độ bền, để một xíu mình gặp con nào bự bự mình quánh luôn. À cho giáp nè, giáp thì được. Giáp mình sẽ lấy áo giáp nè, lấy nón luôn. Rồi tiếp tục tiếp tục. Ui nhiều hoa vậy. Cho làm một đống hoa luôn chứ. Rồi tiếp tục nào. Ui ui. À trời mình. Ui ra nhiều lava vậy. Chưa 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 chưa, may mà mình ăn táo vàng nên có hiệu ứng kháng kháng lửa ấy. Rồi mình sẽ cạp thêm một trái táo vàng nữa để tránh đừng ngờ bị nó sốc đam ấy. Rồi đập tiếp nè. Dạ. Ui chết đánh hoài luôn kìa. Ui cái gì mà chết đánh hoài vậy. Ui nghiệp quật nghiệp quật. Nghiệp quật các mọi người. Xét đánh đâu cả 10 hit ấy. Ui. Creeper bay hả? Thôi 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 mấy anh ơi. Thôi xong rồi, thế thì chạy bằng cách nào đây? À mình có kiếm mà. Bay hả? Nổ hả? Nổ lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Ui kiếm. Hư kiếm, hư kiếm, hư kiếm. Thôi 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 thôi, chạy chạy chạy, không chơi nữa, không chơi nữa. À con dơi nó gấp con Reaper hèn gì nó bay được. Sợ ghê luôn á. Giờ mình sẽ lấy một cái xô nước đi, lỡ mà bay cao quá còn đặt xuống sóng nữa. May quá may quá, mình đứng trên cái cục kim cương nè. Rồi vào đó mình rơi xuống cái hố lava có mấy cái cán nhọn rồi. Có gì nè. Ô chưa chưa chưa, cái gì đây? Trái tim. Đập lúc kim lóc mở nó ra trái tim nữa nè. Ồ cái này hay á. Rồi rồi rồi, tiếp theo nào. À nhân làng. Shopping with gì đây? With coin á. À một cái coin đổi được một cục sắt nè. Hai coin đổi một vàng. Ba coin đổi kim cương. Ô anh dân làng này tốt ghê vậy. Toàn đổi hạt vàng thôi, hạt vàng thì rất là rẻ luôn ấy. Ui lại là mai khâu nữa. Tiếp theo. Oh my god, toàn là táo vàng nè. Chắc mình vứt mấy trái táo vàng thường đi, mình ăn táo vàng enchant thôi. Rồi tiếp theo, tiếp theo. Ui nó cho một block, một đống block xây dựng luôn á. Rồi cái kế tiếp. Đồng hồ nè. Mà thôi đồng hồ cũng đâu có làm gì đâu. Ủa không ra gì hả? Ồ cái nãy nó không có ra gì hết trơn. You will teleport everyone if you break me. Ủa có gì đâu. Ủa đâu có cái gì đâu. Nó nói là mình đập thì nó sẽ teleport mình ấy. À cục than. Kế tiếp kế tiếp. Yeah. Ui cục kim cương. Cục kim cương biết bay kìa. Ô cục kim cương biết bay. Ui ui. Không ở đây, không ở đây nữa. Ui mình bị mấy con. Cái này giống con gáp nhưng mà nó hình cục kim cương. Thôi mà tha đi mà. Ôi mình bỏ ngôi làng mình luôn, mình không dám ở gần á. Ui nó dí theo mình luôn chứ. Thôi thôi thôi, thôi kệ nó, đập luôn. Ui anh dân làng cưỡi heo kìa, nguyên tháp heo luôn á. Ôi chưa chưa chưa, để mình thử đánh con ở cuối cùng coi. Ủa. À được nè, mình đánh thì à nó sẽ rớt xuống từ từ. Hiểu rồi hiểu rồi. Tiếp tục nè. Để coi coi mình có đồng đồng vàng hả. Mình sẽ vứt cái đồng vàng xuống. Thôi 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 thôi, thôi xong thôi xong. Ui da. Rồi. Rồi chết hết mấy bé heo của ông dân làng rồi. Ui, nhưng lại cứ heo kìa, nguyên tháp heo luôn á. Ôi, tội nghiệp ông không. Nãy mới đứng trên đầu mấy bé heo giờ rớt xuống rồi. Ơ tiếp tục nè. Hy vọng lần này là không phải cái TNT nha. Ui. Sao hoài vậy? Hai lần TNT liên tiếp luôn ấy. Đập ra một cái nè. Shopping with con. À, anh dân làng shopping này nữa.
Rồi kế tiếp nào. Ồ, mấy cái the dream, minor the dream này mình không biết làm gì ta. Để mình thử nha. À, mình hiểu rồi. Khi mà mình đào một block như vậy nè, mình quăng một cái thì nó sẽ đập ra hết luôn. Wow. À, thì ra công dụng nó là vậy. Ồ, giờ mới biết á. Wow. Ơ, nè có quặng nè. Vậy rồi ở đây có nữa nè. Wow, vậy là nó chỉ đào những cái block đá này, nó chừa lại mấy quặng khoáng sản để mình đào ra ấy. Ôi thích ghê á. Rồi, vứt cái này ra đập tiếp nào. Còn có 13 cái thượng thôi. Thôi xong rồi, thôi xong mình rồi. Thôi 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 đi lên thôi. Anh ơi. Đừng ma, đừng ma. Ui mình bị nguyên một đàn đàn phù thủy nó dí luôn. Ui nó biết bay nữa. Thiệt tình mấy con dơi bây giờ mình mới biết là nó có thể gấp được mấy bầu phù thủy đi heo ấy. Bớt mình được cái đồ ủng hồng nè. Mặc vô. Wow, có ủng hồng ơi. Ui ủng hồng mặc vô thì nó lại màu vàng. Ngộ vậy. Rồi đập tiếp nào. Ui lại là hoa. Ui cái này nguy hiểm nè. Ủa không sao, cái này nó không có ra tiên ti là được. Mình chỉ sợ ra tiên ti thôi. Ô oh. Mình có thể đi chinh phong nè. Mình đi chinh phong được nè. Ôi giờ mình mới biết cái đồ ổn này hay vậy á. Nè mình đi chinh phong luôn. Ôi để mình thử đặt. Ô mình đặt block không được à. Ô mình đặt block không được các bạn ơi. Ôi giờ sao xuống. À có cách rồi. Cởi đôi giày ra. Yeah. Ui xém nữa. Vậy là đôi giày đó sẽ giúp mình đi trên không ấy. Nhưng mà mình mang vô thì mình đi trên đất bình thường không được. Ồ tiếc nhá. Phải có chức năng bật tắt thì hay á. Rồi. Blood Katana. Wow, kiếm nhật mà máu. Ô xịn nha để coi. 16.25 đam. Wow. Có vũ khí rồi. Wow, hay á. Rồi, tiếp tục. Trứng rồng nữa. Đập cái này mà ra trứng rồng luôn. Để mình đặt cái trứng rồng xuống đi. Rồi, tiếp tục nào. Kinda Lucky Village. Anh này đổi beacon nè. Anh này đổi cũng đồ cũng khá ngon á. Ui. Thôi xong. Gật cái cần gạt này là thế nào cũng ra TNT nữa. Thành ra không có gật đâu. Ui cho đồng tiền nữa hả? Để mình thử coi. Hy vọng là không ra TNT. Lần này không ra TNT mà ra khoáng sản. Được á. Cung giúp. Sang tiệt. Test kiếm. Ui con này nó cầm cái súng kìa. À cái súng hồi nãy ấy. Cái súng hồi nãy mà anh dân làng đổi á các bạn. Wow đồ con này nó có dòng gai hay sao mà mình quýnh mình bị phản đam lại nè. Mà cái kiếm mình nè. Wow, kiếm mình bự chưa. Nhưng mà đánh con này cả buổi trời chưa ngỡm ta. Con này có vẻ nó khá khỏe ấy. Nhưng mà nó không có quánh lại mình, cũng đỡ. Nó mà đánh lại mình chắc nó khèo mình ai hết là ngỡm. Ngỡm nè. Ủa nó rơi ra cây súng luôn. Để mình nhặt thử nha. Vứt cái này ra. Ủa cái này bắn được. Wow, cây ray gun này bắn được nè. Để mình bắn thử coi. Coi có cừu không? Đây, cừu nè. Boom. Wow. Một phát nữa nè. Cái này kiểu như đại bác rồi đó các bạn. Rồi để một xíu test chung với cây cung mình nhặt được lúc đầu luôn. Còn hai cái lucky lock bình thường thôi, đập cho nó nào. Yên cưỡi. Toàn mấy câu hù dọa mình thôi, mình không sợ đâu. Rồi. Ui nó ra con nhện. À đây dùng súng tiêu diệt nè. Nhện hả? Cho nhện thành hay nhện nướng luôn. Ủa mấy con chạy đi đâu hả? Mình cho nó thành nhện nướng luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ ăn một trái táo vàng vô. Bắn cái này mình cũng bị dính đam nữa ấy, thành ra hơi nguy hiểm. Còn sống hả? Nhưng mà cái này nó yếu quá à. Bắn 2-3 phát không ngõm được con nhện nữa. Chỉ cái là nó phá hủy mấy block thôi. Rồi đập tiếp nào. Ui gì đây. Rồi mình. Rồi
mình bị nhốt trong cái mấy cái khối tàn hình rồi. Bắn thôi được không? Ê! Bắn một phát ngổm luôn chứ nó không có vỡ được mấy cái khối tàn hình ấy. Ui cái gì vậy? Ui mình đánh với boss rồi, mình không có mũi tên nữa, sao quánh đây? Ấy da, con boss mạnh quá. Ui nó còn chịu hồi đi đợi ra nữa. Thôi thôi xong mình rồi. Ui phải mình có cái mũi tên mình còn bắn được, giờ mình không có mũi tên. Ui giờ đập lúc kim lóc trong sự xuất hiện của con boss luôn, sao giờ? Trời ơi một con đánh chưa lợi giờ ra thêm một con nữa. Ôi thôi xong mình rồi, nó phá hủy thế giới mình luôn á. Ui cái con này thiệt cái tình á, ghê quá ghê quá ghê quá. Kệ 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 nó đi. Ra hoài vậy con thứ ba rồi. Mẹ ơi ra hoài vậy kìa. Ui nó mạnh dữ lắm luôn. Ui ra nhện nữa, đúng là xui xẻo thiệt các bạn ơi, cái này nó toàn ra boss thôi. Ui con thứ tư rồi đó. Chưa để mình giảm tiếng nhạc lại cái đã. Đây cái này tắt nhạc luôn đi. Ui có một con mà đánh chưa xong ra bốn con rồi sao đánh, còn ra tin ti nữa. Ui thiệt tình luôn á. À mình có đôi dài mà, chạy 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 thôi chạy thôi. Chạy thôi sợ quá. Ui phục hồi mấy con này chứ nó phá nát thế giới của mình á. Ôi gán lên gán lên, còn có một vài cái xui xẻo nữa thôi là hết rồi. À, để coi coi vẻ là hết xui xẻo các bạn ơi, còn có một cái. Ui nó bắn mình ngõm luôn rồi. Rồi xong thế giới của mình. Ôi mấy phút trước nó đâu có tới nỗi này đâu mà giờ ra mấy con boss chi không biết nữa. Mình không có cung, mình không có mũi tên để sử dụng cái cung này mới khó chịu. Rồi xong rồi một con nữa, tổng cộng là như 5 con rồi đó. Ra ngoài sao sống lại. Thiệt tình luôn, gán đập hết mấy cái may mắn này. Hy vọng sẽ cho mình cái vũ khí để mình có thể trị mấy con boss này nha. Đừng làm như vậy. Đừng làm như vậy mà. Thôi mấy anh ơi. Gán chạy. Dữ quá. Ô, mình được trái tim gì nè. Ô mình được trái tim gì nè. Wow xịn, ăn vô. Ui chưa kịp ăn nữa. Wow có vẻ con này nó mạnh lắm luôn á. Rồi mình đã. Trái tim này giúp mình có thêm một stock máu nữa. Wow rất là nhiều máu luôn. À mấy quả trứng này thì chắc không cần đâu, mình sẽ dùng cúp để đi lên trên cái đã. Ui nó quánh mình ngoài à. Ui cái này lúc kịp lóc này nguy hiểm lắm luôn ấy, nó ra mấy con boss quá dữ luôn. Mình không ngờ là nó có con boss mạnh như vậy luôn ấy. Rồi đập cái này nè. Ây da. Ui lúc kịp lóc may mắn mà nó cũng bị nữa. Ui cái con này bá đạo quá rồi. Được đẹp được cái. Wow được cái quần tốc độ. Ôi có quần tốc độ là đỡ hơn xíu rồi. Quá. Ui nó giết đàn em nó luôn. Wow nó giết đàn em nó rơi ra cái Nether Star cho mình luôn nè. Wow. Đập lẹ kiếm đồ xịn để trị mấy con đó thôi. Ui chỗ của mấy anh dân làng. Ui mấy con bò nấm. Kinda Villager. Anh này không có đổi vũ khí. Giờ mình chỉ còn một cái cộng 100 may mắn thôi. Ôi được cái thuốc gì nè. Ui thuốc này thuốc độc. Rồi sao mà còn những cái lúc kia lóc bình thường thôi. Hy vọng mấy cái lúc kia lóc bình thường này. Ui trời. Ui cho mấy con rận đó làm gì. Giờ mình chỉ cần vũ khí thôi để mình có thể đánh boss. Mình không cho mình vũ khí nữa. Vũ khí từ xa càng tốt tại vì con boss Wither nó bay được ấy. Wow cái này nữa là mình chạy siêu nhanh luôn á. Cái nón với cái quần tốc độ các bạn ơi.
Được cái súp gì nè? Quét nú đồ. Cái mì gì đây? Ui mì gì dởm vậy? Ăn hồi ít thức ăn lắm luôn á. Ui cái này thì không ra đồ. Ui hai cái không ra. Ui ra mèo nè. Đập thử đập thử. À bé mèo này có khả năng chịu hồi mấy block 7 màu. Wow 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 wow. Con dơi nữa. Ui sao nhiều dơi vậy? Dơi đi. Rồi đập tiếp đập tiếp. Ui cho bơm nè. Con boss này ha chết với mình rồi. Ui gì đây? Ui cái này. Cái này mình nghi là nó. Ui ui mấy con dơi nó ngõm xong ấy nó rơi ra lava kìa. Mình nghi cái này đó chính là một cái quả bom nguyên tử ấy. Nhìn nó rất giống quả bom nguyên tử luôn. Wow con này là có những trái bom lớn và trái bom nhỏ nữa. Để mình ăn trái táo vàng vô có sức chạy tiếp coi. Ăn vô một cái. Rồi đập nốt 8 cái lúc kiplock 7 màu còn lại nào. Wow nguy hiểm á. Ui thôi xong. Rồi tình nó bị kẹt trong lava may mà có ăn táo. Rồi tập tiếp nào. Hên. Ui mày dởm nữa. Ui Enderman. Nhiều vậy. Hồi mình chơi một trái bơm. Ui giờ còn ra cả rồng Ender nữa. Bây giờ cái map của mình bây giờ kìa. Ui nó bị hủy hoại quá trời luôn rồi. Khổ ghê. Rồng Ender đang đánh nhau với boss Wither các bạn ơi. Khổ ghê luôn á. Rồi ăn trái táo vàng vô nào. Giờ mình cũng bó tay với mấy con này rồi. Ôi cho tôi đập lúc tiếp lóc đi. Khổ quá. Được cái gì đây? Wow được cái gì nè. Được xuống đây. Áp sát đây. À mình mặc đi. Rồi xong mấy con này rồi. Cái con nào mình sẽ đi được chưa? Đây. Mình sẽ đi lên trên thập quýnh nó luôn. Tiêu diệt rồng Ender trên sông này. Đánh nhau với rồng. Ui. Đánh nhau với rồng nè. Tưởng rồng là sợ. Tưởng rồng là sợ hả? Rồng hả? Rồng nè. Ui nó tàn phá hầu như là hết khu rừng bên đây luôn rồi. Mấy con này nó lợi hại quá con ơi. Đánh hả? 1, 2, 3, 4, 5. Ui 5 con rồng luôn. Giờ mình sẽ đi xuống dưới đi. Ây da. Ui thật đó. Giờ quá trời boss trong cái quốc của mình rồi. Tiếp. Ở đây con có một đồng vàng nè. Giờ cái nào cũng là cơ hội để mình có thể tiết kiếm thêm đồ hết. Nên cứ thử thôi. Cơ hội cuối cùng. Rồi xong. Mình đã hết cơ hội rồi. Giờ chỉ mình chỉ còn một cách đó. Là kích hoạt quả bom nguyên tử này. Để tiêu diệt hết những cái con boss trong đây thôi. Bây giờ là mình bó tay rồi đó. Sorry mấy anh nhân làng nha. Buộc lòng tôi phải dùng cái quả bơm này thôi. Mình không muốn dùng quả bơm này đâu. Tại vì mấy cái tên này ấy, đó cứ đánh bên ngoài nè. Còn có cả những cái con Wither Boss nữa. Ra mình không dùng quả bơm không được đâu. Rồi đập xuống nữa một cái. Mình sẽ ăn quả táo vàng vào. Ui nó hất mình hoài luôn. Nó hất mình liên tục á. Rồi mình sẽ đặt trái bơm này xuống nè. Xong. Oh my gosh. Đúng chất bơm nguyên tử luôn. Wow, mặc dù nó không có cột khói hình nấm ấy, nhưng mà nó đã tiêu diệt được cái con rồng Ender rồi. Như vậy thì mình đã trải nghiệm xong được sức mạnh của Lucky Block 7 màu này rồi. Khá là nguy hiểm, nhất là cái con Boss Wither ấy. Mình phải đuổi cái con Boss đó ra khỏi thế giới của mình, cũng như là trùng tu lại ngôi làng này để cho mấy anh dân làng có nơi để sống tiếp ấy. Và nếu các bạn muốn mình đập những Lucky Block gì tiếp theo ấy thì đừng quên comment phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.